Ăn ăn cơm sáng mà Thành ăn cơm trưa nha cả nhà. Rồi cái gì mà nó chảy tùm lum. Hôm nay thì Nguyễn ăn cơm tấm, ăn cơm sườn với ốp la cả nhà. Hôm nay sáng á, chở con gái đi học đó bà con. Xong thì Nguyễn mua mà giờ tới 9 giờ trưa rồi. Làm chuyện 9 giờ trưa rồi. Hồi sáng này thì Nguyễn đi đi ra chợ, tự nhiên thấy cái hộp này cả nhà. Mọi người mới vừa nhìn mà mọi người thấy là cái này là cái gì? Đó, đây cái hộp là như vậy nè. Nhìn vậy nè. Cái gì? Trời ơi, thì Nguyễn tưởng là ớt chuông. Trời ơi, ai giờ cà chua cả nhà, hai lúa cà chua ớt, rồi ớt cà chua ha, dễ thương quá chừng luôn bà con. Cái về thì Nguyễn mở cái hộp ra, cái thì Nguyễn coi sao mà ủa sao mà nó mềm dữ vậy, muốn mồ rồi. Ai à, ăn thử trái vô cà chua cả nhà cũng ngon lắm. Trời ơi, thèm rau má nha bà con, mua rau má ăn nữa, mua 5.000 rau má nữa, nó xích nhỏ. Thèm rau rồi thì Nguyễn mời bà con ăn nha, ăn cơm trưa, giờ trưa rồi. Cái chị mà bán cơm là chị cũng cũng bỏ cho thì Nguyễn à, gì ít ai gì ít dưa chua với dưa leo. Mà ở đây cái chị này chỉ làm cái nước mắm ngon bà con nên thì Nguyễn thích ăn. Mấy lần con gái nó ăn á thì sẽ này hôm nay lười không có à, không có đổ ra dĩa để gì ăn luôn bà con, vừa vừa bán nước vừa coi ngoài trước để ăn luôn. Chan lên. Ồ. Dưới lên dưa leo cà chua nha bà con. Cà chua dưa leo với gì ra? Chị nói làm gì? Đậu chua cả nhà. Đậu chua chị làm chứ nó chị làm ngon lắm. Chị mời thầy Nguyễn. Mời cả nhà nha. Trời ơi, bán cái này người ta có cho bịch bịch muối nữa cả nhà. Đó. Cái thầy Nguyễn nó ủa làm gì cái này? Ớt ớt mà lại cho gì á? Lại cho muối. Ai vậy cà chua đây, chấm ăn nha. Rồi thì những bà con nha. Trời ơi, cái trái nhìn nó ngon không nỡ ăn luôn cả nhà. Trời ơi, thấy thương quá. Rồi bà con. Ngọt ngon quá. Một hộp về 40.000 cả nhà. Trời ơi, trái cà nó ngọt ngay ông nội rồi, ngon dữ vậy. Chấm với muối cảm thấy ngon nữa bà con, ngon quá. Trái ngoài nó xíu xíu à. Thì Nguyễn nãy ngâm rửa rau với muối, nước muối lâu rồi thì vớt ra thì bỏ vô lại. Ngon quá. Đang cái cây không được cái còn quá. Rồi thì Nguyễn mời bà con ăn cơm thì Nguyễn nha. Trứng ốp la.
cái nước mắm chị này làm ngon. Đó là phía sau của trường học Dương Minh Châu đó nha. Mới đầu khuyên gái ăn cơm mà thấy sáng cơm khô đâu cho ăn, cho ăn được có một lần xong ngày nào không gọi ăn cả nhà nó không biết nhán luôn, mình phải làm gì ngày nào cũng ăn hết trơn để mình ăn thử. Mắm ngon rồi làm cái cách mở cũng thơm á, thường ăn cũng được, bởi mấy đứa nhỏ thích ăn ngày nào cũng ăn. Anh nói cộng hơn má. Ăn cái gì mà không có rau, không có thiếu gì cả nhà. Do này thì Nguyễn nghỉ bán cơm rồi. Nên là ít có nấu đồ ăn nha. Ít có nấu đồ ăn mới quay đó nha. Nguyễn quên mời Hoàng Nguyễn ăn rồi. Ham ăn quá quên. Về quê được hái ra là thích luôn. Hồi xưa Hoàng Nguyễn tâm sự với người bạn và con. Ngày xưa thì Nguyễn hái đông á này bán này Hoàng Nguyễn còn nhỏ dưới quê á. Hái nhiều lắm nha, hái cả hai giỏ luôn á, hái đông á rất là nhiều luôn. Rồi hôm đó là đạt kỷ lục luôn, là mà bán được 2,000 mấy á. Mình bán mình bỏ heo nha. Mình nhớ mình mua được đôi dép, hồi xưa đôi dép mà 6,000 mấy đôi dép phải, để dành mua được đôi dép á. Đó má nghèo đông con nữa nên đâu có lo đầy đủ.
mà thì Nguyễn thích dép rồi. Hay là mỗi nào sáng sáng sớm đi chợ bán không? Bán từ cúng từ cúng 200 đồng, 200 đồng, 200 đồng một cúng, ta lấy từng từng cúng từng cúng gì đó. Mà thì Nguyễn nhớ lần đó là bán nhiều nhất, rồi xong là không không có bán nữa sao, không có rau hái hay sao. Còn bình thường là bán ít lắm, bán cỡ 500 đồng, 1000 đồng, ngàn mấy hết cỡ à. Sao có lần đó bán nhiều ghê luôn, bán được 2000 mấy luôn. Hồi thời đó khoảng ăn ổn thì không 500 đồng á. Mình nhỏ cũng quậy lắm nha. Mình theo mẹ, theo mẹ đi không? Đi chầm lá lập nhà. Nói chung làm gì trên cô á mà nhổ cỏ với ruộng thì không chưa biết nhổ, như là không không có phân biệt rằng cây cỏ và lúa nó giống nhau quá. Cắt lúa thì mới tập cắt, cái sao cắt vô cái ngón tay và cái ngón út có tập không, có tập nó không tông á, nó lông lắm hơi hơi rồi xong khỏi cắt luôn. Giật 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 từng bụi, mới giật giật vô tay luôn. Thì Nguyễn đăng cái kênh kia bị dậy á, nên là những cái kênh mà liên cộng với nhau á, liên kết với nhau nó cũng bị ảnh hưởng luôn rồi. Nên thì Nguyễn đăng clip dài, không có đề xuất nữa. Chỉ đăng clip ngắn kia, những đề xuất ít thôi, cũng nản. Ba tâm quyết không có thành công. Bán cà phê cả nhà, uống cà phê. Mà người thì nghĩ không có chịu nóng được, huyết áp thấp nha, mà ăn đồ mát thì được.
mà ăn đồ nóng vô nó nóng rồi ăn dĩa hết dĩa luôn, hết dĩa rau má luôn cả nhà, rau ăn luôn. Sao thì Nguyễn thích ăn rau má ăn sống cả nhà. Mà cái nước rau má tây á, tây uống á thì Nguyễn không thích uống, mà ăn vậy nhiêu thì Nguyễn cũng ăn hết. Với rau má họ phải khô á, nó khô nóng lại á, nó nước mát á, Nguyễn uống. Trái nào cho nó thấy thương thiệt chứ. Nó thương quá. Màu được rõ luôn. Này để cho con gái học dễ ăn nữa nha, phải ăn. Ngon. Thì Nguyễn xin cảm ơn bà con cô chú anh chị em đã xem hết video của thầy Nguyễn nha. Cảm ơn mọi người. Bye bye, hẹn gặp lại bà con nha.